Chào mừng các bạn đến với Camtasia Studio. Xin được giới thiệu, tôi là Doanh, tôi khuyến khích bạn xem và thực hành tham gia dự án bắt đầu này để học một số điều quan trọng nhất. Khái niệm sử dụng trình chỉnh sửa video cơ bản. Nếu bạn muốn có thêm hướng dẫn chuyên sâu, bạn vào menu Help hoặc xem tại kênh YouTube của tôi, kênh Only Series, chỉnh sửa video và xuất bản video của bạn. Tiếp theo, xin vui lòng xem hướng dẫn bằng cách sử dụng liên kết tutorial này trong phần menu Help. Trình biên tập được chia thành 3 phần chính: Clipping, Template và Canvas. Canvas là nơi bạn xem video của mình. Trong khi phát lại, bạn có thể di chuyển, thay đổi kích thước hoặc định vị lại tất cả các phương tiện theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Dòng thời gian xem live là nơi tập hợp và chỉnh sửa video của bạn. Ở đầu dòng clip có đánh dấu đại diện cho thời gian theo phút và giây. Khi xây dựng một video, bạn sẽ làm việc trong một track theo chiều ngang, bắt đầu từ trái và di chuyển tuần tự qua. Trên timeline về phía bên phải, các file dữ liệu phương tiện được xếp lớp trên mỗi track để file dữ liệu bạn xem sẽ lên trên và sẽ nằm cao hơn. Đối với các file phương tiện nằm ở track dưới, video hiển thị trong vòng canvas. Ví dụ chú thích này được đặt trên đầu đoạn video trên dòng thời gian và do đó nó ở trên cùng của màn hình video trên canvas. Nếu tôi kéo đoạn video lên trên chú thích, trên timeline ta thấy chú thích vẫn hiện, nhưng ảnh sau video trên canvas. Sử dụng thanh trượt thu phóng để phóng đại chế độ xem của timeline. Điều này rất là hữu ích khi thực hiện các đường cắt với sự lựa chọn chính xác, như xóa tiếng ừ trong âm thanh của bạn. Phương tiện mới có thể được kéo và thả trên một track hiện có, hoặc một track mới được tạo tự động khi phương tiện được thả tại vị trí này ở đầu dòng timeline. Để thay đổi vị trí của một clip trên timeline, chỉ cần kéo nó. Để thay đổi thời lượng video clip, kéo clip ở các cạnh ở hai hướng. Và một phần quan trọng của timeline là playhead. Để xem video của bạn, hãy nhấp vào play. Để ý xem video và dòng thời gian như thế nào, playhead luôn đồng bộ. Nhấp vào bất kỳ đâu đọc trên timeline và playhead, di chuyển đến điểm đó để xóa một phần video của bạn. Hãy tạo lựa chọn với điểm đầu màu xanh lá cây và điểm kết thúc màu đỏ, sau đó nhấp vào nút cắt. Nếu bạn không muốn file phương tiện bị cắt trên một track cụ thể thì nhấn vào biểu tượng khóa. Nếu bạn mắc lỗi trong khi sửa, nhấn Ctrl Z trên bàn phím để hoàn tất, hoặc chọn undo trên menu edit, nhấp nút vào playhead để bỏ chọn. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét clipping trong thư viện. Clipping giữ và ghi các tiệp đa phương tiện của bạn, hình ảnh, video, audio, trang trình bày, tiêu đề được sử dụng trong dự án hiện có của bạn. Thư viện lưu trữ những trang trình bày, tiêu đề, chú thích và các file âm thanh mẫu. Đó là tài sản bạn muốn sử dụng từ dự án này đến dự án khác. Nó được thiết kế sẵn những mẫu mà khá chuyên nghiệp, bạn chỉ cần thay đổi nội dung là bạn có thể sử dụng trong video của mình. Bạn cũng có thể tải xuống nhiều phương tiện hơn từ trang web bằng cách nhấp vào liên kết này. Bạn sẽ tìm thấy nhiều chú thích, nhiều âm nhạc hơn và tiêu đề hoạt hình để sử dụng trong dự án, và tất cả đều miễn phí. Một khi tìm thấy thứ gì đó bạn thích như hình ảnh đồ họa này chẳng hạn, bạn chỉ cần kéo nó đến một track trên timeline và thay đổi kích thước và đặt vị trí của nó khi cần thiết. Bấm đúp vào chú thích trên canvas để mở, tắt test và chỉnh sửa văn bản, hoặc thay đổi bất kỳ thuộc tính văn bản nào mà bạn thích như màu sắc, phông chữ, kích thước. Bạn có thể tìm thấy một số chú thích khác để sử dụng trong các dự án của bạn bằng cách mở rộng tab search menu. Bạn có thể đã chú ý đến video với chức năng zoom và ban chẳng hạn. Ở đây, khi nó được phóng to vào dòng thời gian, để tìm hiểu thêm về cách thêm và tùy chỉnh thu phóng, xoay lật ảnh, video của bạn sẽ chuyên nghiệp hơn. Hãy xem hướng dẫn trên trang YouTube của tôi. Tôi đã nói rất nhiều về chức năng nâng cao, nhưng hãy chắc chắn bạn sẽ khám phá những video khác của tôi để biết thêm cách chỉnh sửa đặc biệt các hiệu ứng. Nếu tất cả chúng không hiển thị, hãy nhấn vào More để hiển thị thêm menu với những chức năng khác như khả năng nối thành văn bản và chú thích và câu đố được cải thiện. Cũng có thể kéo phần hiệu ứng chuyển cảnh trực tiếp vào timeline và được thêm vào đầu clip. Và chúng tôi đã chỉ ra một số cách bạn có thể hướng và chỉnh sửa video của bạn, nhưng làm thế nào để bạn đưa nội dung vào video của mình. Để tạo một bản ghi màn hình mới, hãy nhấp vào ghi lại nút màn hình. Nếu bạn đã có âm thanh hoặc video ghi âm bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào nút nhập phương tiện. Khi bạn hoàn thành dự án video của mình, bạn sẽ phải nhấp vào sản phẩm và nút chia sẻ để tạo video có thể chia sẻ. Mở rộng menu này để xem nhiều tùy chọn. Cài đặt trước, chúng tôi có một trình phát video mới, phát lại video MP4 của bạn và bao gồm các tính năng tương tác khác như mục lục, chú thích, đóng, câu đố và thậm chí các điểm nóng. Những tính năng này có sẵn khi lưu trữ video của bạn trên web wincast.com hoặc video trong trình phát trên web riêng bạn trên máy chủ mà bạn đã sở hữu.
trên Fortnite cung cấp phát lại. Xem được nhiều thiết bị chỉ với một video, cho dù đó là điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay hay máy tính để bàn. Vâng, đã đến lúc bạn dùng thử Camtasia Studio cho chỉnh sửa video của bạn bằng cách sử dụng nội dung trên dòng template tốt hơn. Bạn có thể sáng tạo theo cách riêng của bạn. Tôi có rất nhiều hướng dẫn miễn phí trên kênh Only Sherry. Bạn có thể đăng ký kênh và tìm kiếm từ khóa Camtasia với nhiều video hướng dẫn sử dụng Camtasia, giúp cho bạn biết cách sử dụng từng tính năng trong Camtasia Studio từ cơ bản đến nâng cao. Và mục đích cuối cùng, nếu bạn muốn trở lại dự án bắt đầu này, xem hoặc thực hành, hãy sử dụng liên kết này ở đây. Xin cảm ơn bạn đã xem hết video này và tôi hy vọng bạn sẽ thích Camtasia. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.